Dự án Mỹ An Cao Lãnh có tổng mức đầu tư 4.520 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc EDCF là 3.829 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Việc xây dựng tuyến cao tốc Mỹ An Cao Lãnh sẽ thúc đẩy hình thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây hướng đi qua các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024, EDCF đã có ý kiến sẽ viện trợ không hoàn lại cho phía Việt Nam 11,6 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư dự án Mỹ An Cao Lãnh. Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long cho biết, theo quy hoạch tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn qua khu vực đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trên cơ sở tuyến N2 và đường Hồ Chí Minh đi qua trung tâm đồng bằng sông Cửu Long nối từ Đức Hòa, Mỹ An, Cao Lãnh, Vàm Cống, Lộ Tẻ, Rạch Sỏi. Việc đầu tư tuyến Mỹ An Cao Lãnh có chiều dài 26,1 km nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và phát huy hiệu quả của các dự án đang được đầu tư xây dựng và đã hoàn thành trong khu vực.